Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Thì mấy ngày nay cũng không có cái kèo nào mới hết trơn anh chị. Nên là trong cái thời gian này em cũng tranh thủ chia sẻ, cập nhật lại cho anh chị những cái thông tin mà cái kèo em đã chia sẻ nha. Để cho anh chị nắm được những cái kiến thức cũng như là cập nhật kịp thời được cái thông tin mới. Rồi bây giờ là cái video này là cái sàn Atlantic nha anh chị. Thì cái thứ nhất là em sẽ thông báo về cái vấn đề AC cũ và AC mới, cũng như là nó đã list được cái sàn nào. Rồi cái thứ hai nữa là về cái thông tin về cái sàn Atlantic đó. Rồi cái thứ ba nữa là một số cái nhận định của em về cái dự án này nha. Cụ thể là như vậy. Bây giờ á, em lúc trước em có làm một cái video, em kêu anh chị là nếu như ngày xưa mà anh chị đã mua cái đồng AC trên Pucon hay là trên cái sàn Hotbit á, thì chúng ta nên rút về cái sàn Atlantic. Họ bảo như vậy. Nếu như chúng ta không rút về mà anh chị còn để trên cái sàn Hotbit, hoặc là anh chị đã rút về cái sàn, về cái ví chất với là hoặc MetaMask á, thì những cái đồng đó đó sau này sẽ không còn cái gì. Tại vì họ rút về cái sàn Atlantic để họ chuyển đổi cái địa chỉ cũ sang địa chỉ mới, sau đó họ mới phân phối lại kiểu như vậy. Và anh chị lưu ý nha, cái đồng AC và cái đồng ATC là hai cái đồng sàn, con sàn của cái sàn Atlantic, còn cái đồng ABTC là không có phải nha anh chị nha. Nói như vậy để cho anh chị nắm đó. Thì những anh chị nào mà chúng ta còn giữ cái đồng AC cũ, ngày AC cũ mà chúng ta không chuyển về cái sàn Atlantic á, thì bây giờ chúng ta sẽ không có trao đổi được nha anh chị. Đó là cái thông tin mới. Và hiện tại cái AC cũ sau khi đưa về sàn, họ đổi thành cái AC mới, thì họ đã list lại cái sàn Hotbit với cái tên đó là Acon. Anh chị thấy phía trên đây không ạ? Đây nè, đây đó anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh vào cái phần dịch này, em cho anh chị xem này. Đồng xu Mỹ đã chuyển bắt đầu giao dịch trên sàn Hotbit. Tên đồng xu Hoa Kỳ, mã thông báo là Acon, sàn giao dịch Hotbit này ha. Thì giao dịch với cái cặp là Acon với USDT. Thì vào lúc ngày hôm qua, em nhớ là 5 giờ chiều ngày hôm qua là bắt đầu đã list cái sàn Hotbit nha anh chị. Nè, lưu ý, AC cũ không còn được hỗ trợ giao dịch tại Hotbit, không gửi bất kỳ AC cũ nào vào Hotbit, nó sẽ gây tổn thất không thể thu hồi cho bạn. Hãy tận hưởng những cơ hội lớn bây giờ. Thì thời gian bắt đầu giao dịch là 17 giờ ngày 24 tháng 6 đúng không ạ? Đó. Rồi đó là cái thông tin thứ nhất. Rồi thì bây giờ á, là khi họ list cái sàn Hotbit thì cái giá cao nhất của nó là 3.200 đô và thấp nhất của nó là cái giá khởi điểm là 5 đô. Thì ở đây cũng có số lượng giao dịch nhưng mà nó thấp lắm anh chị à. Đó. Thì ngày xưa lúc mà em làm cái video chia sẻ, mọi người bỏ 5, 10 đô, 20 đô ra để chúng ta mua xổ số, thì cũng có một số anh chị đã mua được cũng mấy triệu AC, thì sau đó rút về cái sàn Atlantic đang sinking. Và hiện tại những cái đồng AC mình đã gửi cái sàn Atlantic á, là họ tự động chuyển đổi từ AC cũ sang AC mới cho mình không cần phải làm gì hết. Cái thứ hai nữa, anh chị có thể hold hoặc chúng ta sinking thì anh chị có lãi theo hàng tháng nha anh chị nha. Đó, thì em thông báo cho anh chị như thế này. Đó là cái thông tin về cái đồng AC nha. Rồi ở đây em sẽ cập nhật cho anh chị cái thông tin về cái sàn Atlantic. Thì sàn Atlantic đã gia hạn thêm cái tên miền, tức là đến năm 2000 ngày 8 tháng 7 năm 2027 nha anh chị nha. Đó là họ đã gia hạn tiếp tục, nên là anh chị cũng có thể là yên tâm trong cái việc mà nó có lùa gà hay không là như vậy ha. Đó. Thì nói chung cái tỷ lệ thì cũng khoảng như 60% là chúng ta thấy ok đó, còn 40% còn lại thì bây giờ em sẽ nói sơ qua về cái vấn đề mà đồng AC. Thì hiện tại AC họ đã gom về cái sàn Atlantic và sau đó họ phân bổ lại thì cái giá nó cao. Rồi cái này á, hiện tại cũng có một cái đồng là cái đồng ATC cũng đang list trên cái sàn Hotbit nè anh chị. Thì lúc mà list á, là 10 đô nhưng mà hiện tại còn 0,02. Cái giá gớt nó rất là thấp. Thì bây giờ á, cái này á là tới cái phần nhận định của em theo cái cảm nghĩ của em á, thì sau khi cái sàn Atlantic á, họ rút cái đồng AC về và họ cũng như là họ gom độc quyền con sàn của họ về, sau đó họ phân phối lại tiếp, sau cái đồng AC sẽ đến cái đồng ATC ha. Cái này là em nói là cái nhận định chủ quan của em nha. Anh chị nghe được thì anh chị ủng hộ cái video này của em, còn nếu mà anh chị thấy không phù hợp thì anh chị cũng có thể là bình luận phía dưới để em rút thêm những cái ý kiến của anh chị nha. Đó, thì sau khi cái đồng AC sẽ đến cái đồng ATC này, thì theo em mới nha, em khuyên anh chị là chúng ta nếu có tiền chúng ta bỏ khoảng vài 5-10 đô, 20 đô gì vào đây nè, chúng ta mua đi, cái giá này nó thấp. Đó, thì có thể thời gian tới họ sẽ
tiếp tục rút cái đồng ATC này về cái sàn Atlantic, có nghĩa là họ gom độc quyền về, sau đó họ sẽ phân bổ lại thì cái giá nó sẽ cao hơn đó. Thì đó, đó là cái nhận định của em nha. Còn cái đồng ABTC á, có một cái đồng ABTC nữa, đâu rồi, ABTC, thì cái đồng này nè, thì em nghĩ chắc họ sẽ không rút đâu, tại vì nó giá khá là cao nên là họ sẽ không rút như cái đồng AC hay cái đồng ATC anh chị nha. Nên là chúng ta bỏ lỡ cơ hội AC thì chúng ta có thể là vào một ít cái đồng mà ATC này, ít thôi nghe, không có nên bỏ nhiều nghe anh chị, bỏ nhiều là rủi ro nó cao, mình thấy thì mình xổ số thôi, kiểu như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ em sẽ vào cái sàn Atlantic này. Thì theo thông tin sàn họ cũng chỉ nói là cái khoản thôi, chứ họ cũng không bố là cố định là ngày nào họ sẽ ra áp, cái nào ngày nào họ sẽ giao dịch. Họ chỉ nói là họ đẩy nhanh cái quá trình thôi, tức là cái thời hạn mình không biết. Nhưng mà theo em dự đoán về cái bản thân của em dự đoán về cái quá trình này á, thì sau khi cái đồng AC sẽ đến cái đồng ATC, họ phân bổ lại xong hết thì bắt đầu họ sẽ ra cái áp. Họ ra cái áp ok xong thì bắt đầu họ sẽ cho giao dịch. Thì em nghĩ chắc khoảng tới tháng 7 hoặc tháng 8 là có thể là cho ra áp và giao dịch nhanh chạy nha. Còn về cái cơ chế ở đây, cái tổng cung AC với cái đồng ATC và ABTC rất là nhiều nha, tổng cung nó rất là khủng, nhưng mà họ có cơ chế là nó cho 100 năm, 10 năm đó. Thì em nghĩ cái cơ chế đó họ sẽ tính toán làm sao để không có cái việc mà bán phá giá cũng như là bán tháo nha. Thì em nghĩ bây giờ đó, cái cách mà chúng ta tốt nhất muốn 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 có thêm cái lãi trong cái thời gian này khi chúng ta chưa giao dịch đó, thì anh chị gửi cho kinh. Bây giờ em đã vào được cái sàn rồi, là trên cái dạng web nha. Em sẽ nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, em chọn cái chữ dịch. Thì ở đây nè, em sẽ chia sẻ cho anh chị nè, chúng ta sẽ gửi cho kinh. Bây giờ ba gạch ngang, anh chị vào cái ba gạch ngang phía trên bên phải này, anh chị chọn cho em cái chữ là cái quý hoặc là cái chữ quái lạch đó. Ở đây mình sẽ xem như em, cái đồng ABTC em có 19 đồng nè, tiếp tục cái đồng AC em có 88 đồng, cái đồng ATC thì em có 15 đồng, đúng không ạ? Đó. Và những cái cặp này hiện tại vẫn đang giao dịch bình thường. Riêng mà cái cặp giao dịch với USDT á, tất cả các đồng coin đang giao dịch với USDT đều hiện tại là ngưng, tại vì họ đã thông báo á, là họ phát hiện một cái lỗi trong cái vấn đề đó, nên là họ ngưng cái việc mà giao dịch với USDT anh chị nha. Thì ngay cả bản thân em cũng có được là 180 800 mấy đồng USDT đây nè. Anh chị thấy USDT của em nè, kéo qua nè, 834 nè. Thì hiện tại cũng không có rút được, tại vì họ chưa cho rút mà. Nhưng mà ý em nói ở đây là chúng ta staking đi. Anh chị staking đi, chúng ta lấy lãi. Rồi chúng ta nhấp vào ba gạch ngang phía trên bên phải, chúng ta nhấp vào cái chữ là tính thanh khoản. Rồi chúng ta nhấp vào cái chỗ là hợp đồng thanh khoản. Staking này em cũng chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà em sẽ làm lại cái video này cho anh chị nắm. Bây giờ anh chị để ngoài quý nó cũng 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 như vậy thôi, có khi nó đang bị lỗi thì quý nó bị mất không chừng nữa, chúng ta phải tốn thời gian tốn công sức nữa. Còn bây giờ chúng ta gửi vào đây là nó sẽ ok trong cái ví chúng ta. Thì gửi staking á là gửi lấy lãi, chúng ta có hai cái đồng đang được gửi staking, một là cái đồng AC, hai là cái đồng ATC, và nó có cái gói cước ví dụ như là 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, tương đương với đó là phần trăm nó sẽ cao hơn. Bây giờ em sẽ lấy ví dụ cái đồng ATC nè, nếu anh chị có ATC chúng ta gửi nha. Đây, ở đây là em đang chọn cái gói cước là 12 tháng nha anh chị nha, còn anh chị kéo xuống là nó sẽ có gói cước khác, manh là tháng nè. Rồi cái số tiền ví dụ như ở dưới đây em có 15 cái đồng mà ATC ha, thì nó thấp hơn 100 thì không được. Ví dụ như anh chị có 1.000 cái đồng ATC ABTC đi, chúng ta sẽ nhập như thế này. Sau đó cái ngày bắt đầu là chúng ta nhấp vào cái biểu tượng cái hình lịch phía bên phải đó, anh chị chọn đúng cái ngày 25, hôm nay là ngày 25 nè. Sau đó chúng ta nhấp vào cái chữ xác nhận tham gia là xong. Đó, khi anh chị nhấp xong nó sẽ có cái kiểu như thế này nè, hợp đồng của tôi nè, em vào ở trên này nó sẽ hiển thị là cái dòng màu xanh là thành công, thì nó sẽ có nè anh chị nè, anh chị xem nè, ngày giờ nè, tên hợp đồng là thanh khoản 12 tháng 10 tháng không nè, tên tài sản là cái đồng ATC nè, số lượng nè, nè cái ngày em gửi nè là cái ngày 23 tháng 6 nè, đó cái ngày em nhận thưởng sẽ là ngày 23 tháng 7, và phần trăm 12% ATC đó, chia đều 12 tháng thì tương đương là coi như là một tháng em sẽ là được 1,2% kiểu như vậy. Rồi nếu như trong trường hợp mà anh chị đang gửi staking mà chúng ta thấy có giá cao chúng ta muốn rút, thì chúng ta nhấp vào cái chữ hủy bỏ, mà khi anh chị hủy bỏ chúng ta sẽ bị trừ 1,5% nha anh chị, trên tổng số cái đồng mình đang có anh chị nha. Đó nên là anh chị có thể gửi 6 tháng hoặc 9 tháng tùy theo mọi người.
Cái thứ hai em muốn nói là cái đồng AC thì AC nó cũng như vậy thôi. AC nè, cái đồng AC thì chúng ta cũng chọn cái gói cước nè. Ở đây có kéo xuống nó có 6 tháng nè. 6 tháng nè. 9 tháng, 9 tháng nè. Bây giờ em sẽ chọn cái gói AC là 12 tháng, nhấp vào cái chữ tính thanh khoản. Thì anh chị làm cũng y chang như là bên cái đồng ATC thôi. Nè. Rồi em nhấp vào cũng ngày hôm nay, rồi em sẽ nhấp vào xác nhận tham gia. Đó là cái cách chúng ta sacking. Rồi, sacking thì cái phần thưởng nó nằm ở đâu? Anh chị sao đúng cái ngày này của tháng sau chúng ta nhấp vào cái chữ tính thanh khoản, chúng ta chọn cái sự chữ là lịch sử phần thưởng. Anh chị sẽ thấy nè, cái ngày giờ trả thưởng nè, như em ngày là 24 tháng 6 nè, hôm qua nè. ATC em được 1.500 nè. Đó. Đã được phê duyệt nè. Thì cái phần 1.500 này em nhận xong thì em tiếp tục em gửi sacking tiếp. Kiểu như là lãi mẹ đẻ lẻ con, là lãi con đẻ lãi cháu. Thì ở đây nó dẫn đến một cái trường hợp số lượng nó tổng cung nhiều mà ai cũng gửi skin này hết thì sàn ở đâu mà nó có nó trả. Thì em nghĩ cái này thì sàn sẽ có cơ chế thôi đó. Còn nếu mà sàn không có cơ chế thì coi như cái dự án nó toang. Đó là mình nói là nó cái gọi là khách quan luôn anh chị nha. Mà em nghĩ cái việc của mình là mình chỉ skin đi, còn cái chuyện còn lại cứ để sàn nó lo, còn được thì ăn, không được thì thôi, kiểu như vậy. Cái này gọi là cũng như là đa phần là hên xui với anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ chia sẻ chị cái cách giao dịch. Anh chị vào cái ba gạch ngang phía trên bên phải này nè, mình chọn cái chữ là thị trường buôn bán chứ. Anh chị chọn cái chữ buôn bán cho em nè, cái chữ cái thứ ba từ trên điểm xuống. Ở đây có cái cặp là ATC với AC nha. Anh chị giao dịch. Bây giờ mình kéo xuống. Nè. Ví dụ như em có ATC, em muốn bán ATC để mua AC thì sao? Ở đây á là nó đang em đang nằm bên cái cửa sổ là mua. Tức là em có AC em mua ATC nha. Nhưng mà em đang có ATC thì em phải nhấp vào chữ bán này, tức là em bán ATC để em mua cái đồng AC, anh chị nắm rõ nha. Anh chị nắm rõ. Rồi ở đây nè. Cái giá em bán là tức là hiện tại là một ATC sẽ là một bằng 1 bằng 4.62 AC anh chị nha. Bây giờ em sẽ nhập vào đây, ví dụ như là em nhập 10 đi, em nhập 10 nó bị lắc anh chị. Rồi em nhập 10 cái đồng ATC này, em mua AC thì tức là một cái đồng ATC của em á, sẽ đổi được là 4.62 cái đồng AC, anh chị lưu ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào cái chữ là bán nè. Anh chị nhấp vào bán. Đôi khi nó bị lắc đó anh chị, chúng ta nhấn và chúng ta giữ cho em. Anh chị sẽ thấy này, em chọn cái chữ dịch nè. Khi mà em mua thành công xong á, em sẽ xuống cái phần là đơn đặt hàng mở. Ở đây nó có cái loại giới hạn này là em đã thực hiện cái lệnh bán chưa giải quyết, em đã mua rồi nhưng mà nó đang nằm trong cái lệnh chờ anh chị nha. Đó thì cái giá này mình căn cứ vào là cái giá mua với giá bán này, anh chị đặt làm sao cho nó khớp khớp cái lệnh nha. Đó rồi anh chị muốn mua cái đồng A, muốn mua cái đồng mà AC khi mình có cái đồng A BTC thì sao? Anh chị nhấp vào cái ba gạch anh chị nhấp vào cái mũi tên màu đen bên trái bên trên đó. Chúng ta chọn AC này thì ở đây anh chị sẽ thấy cái cặp là ABTC với cái cặp AC mình nhấp vào. Mình nhấp vào cho em ha. Cái này là nó sẽ chạy tương đối là lắc. Rồi, mình sẽ kéo xuống đây này. Anh chị sẽ thấy thì nó cũng sẽ như là cái đồng ATC hồi nãy thôi. Mua là em có cái đồng AC, em sẽ mua cái đồng ABTC. Nhưng em đang có cái đồng ABTC mà, thì em sẽ nhấp vào cái mục bán, em bán ABTC để em mua cái đồng AC. Thì ở đây nè, số lượng ABTC này em nhấp vào một ví dụ ha, là một ABTC em sẽ lấy được là 1.334.98 cái đồng AC. Nhưng mà anh chị mua phải nằm trong cái giới hạn của họ quy định. Anh chị thấy cái tổng cộng ở dưới này nè là nó không vượt quá 100 đô họ quy định nha. Nếu mà em nhập như thế này, em nhấp vào chữ bán là nó sẽ không cho. Khối lượng cho phép từ 5 đến 500 ngàn để em sẽ
chỉnh lại xem sao nha anh chị. Cái này nó hơi khó hiểu một chút nha mọi người. Bây giờ em sẽ nhập là 0.2 xem sao. Rồi em nhấp vào cái chữ bán. Rồi anh chị nhắn và giữ. Anh chị sẽ thấy nè, em đặt cái lệnh thành công nè anh chị nha. Đây nè. Đó. Thì cái này nó cũng đang ở cái trạng thái là gì? Trạng thái chờ, tức là chưa có khớp cái lệnh ha. Đó thì anh chị cứ nghiên cứu chúng ta xem chúng ta làm. Rồi. Cái thứ ba là về cái nhận định của em về cái sàn này, thì cái nhất á, là sàn này nó đã đăng ký bản quyền ở bên Hoa Kỳ nha anh chị. Đây. Tức là hợp pháp bên Hoa Kỳ nha. Đó, nó cũng như dạng cái sàn Coinbase vậy đó, nhưng mà cái này nó ra đời sau. Cái thứ hai nữa thì cái sàn này á, hiện tại cái cộng đồng của họ là phân bổ cũng thành viên cũng rộng lắm, là Nga có, Ấn Độ có, Indo có, Việt Nam có, Trung Quốc có, rồi một số nước ở châu Âu, Mỹ cũng có luôn nha. Và đặc biệt là ở Ấn Độ với Nga với Indonesia là thành viên nhiều. Rồi tiếp theo nữa là em thấy cái chính sách sàn này nó đi tương đối là chậm, nó rất là chậm, nhưng mà em thấy những cái bước họ đi cũng tương đối là chắc nha, chậm nhưng mà chắc. Rồi thì mình nhìn tổng quan thì mình thấy cái tỷ lệ nó khoảng 80% là ok. Và đối với cái sàn này chủ yếu là họ cho anh drop, và những anh chị nhận thưởng cũng được từ anh drop thôi. Còn một số anh chị nào mà chúng ta mua cái đồng AC á, bên cái sàn Hotbit vào á, thì em nghĩ cũng có đó. Thì cái nào nó cũng có rủi ro thôi, mình phải chấp nhận rủi ro ở cái thị trường này. Đã một khi mình đã tham gia vào là mình phải chấp nhận rủi ro, xác định là số tiền mình sẽ bị mất trước đi, khi đó tâm tâm lý của anh chị mới vững. Ngay cả bản thân em cũng vậy thôi đó, thì mình cũng phải chờ đợi tới khoảng tháng 7 tháng 8 xem như thế nào, để coi cái sàn này phát triển ok hay không. Nếu ok thì mình cũng có tiền, còn không ok thì coi như mình làm unlock không công anh chị nha. Nó sòng phẳng là như vậy. Rồi em xin phép dừng cái video tại đây, chủ yếu là em nói và em làm một số thao tác anh chị nghe nắm, anh chị phải nghiên cứu. Bây giờ anh chị phải nghiên cứu thêm chứ, bây giờ em không thể nào mà em chỉ từng tận tường từng cái đâu, nó rất là tốn thời gian anh chị. Nói lòng vòng hồi cũng gần 30 phút rồi đó, nên là anh chị mình phải bỏ thời gian ra mình nghiên cứu mình vào đi, hoặc là mình xem một số cái video liên quan để chúng ta nắm cái dự án, để chúng ta hiểu mới được. Anh chị phải hiểu, anh chị không hiểu là làm không có được đâu, nó sẽ bị vướng mắc ở cái chỗ như vậy. Rồi em xin phép dừng cái video tại đây nha mọi người, có gì thì cứ bình luận phía dưới để em sẽ trả lời cho mọi người nha.